Hello anh em đã trở lại với channel của mình là Hành Tô Sách Đề. Hôm nay mình sẽ làm video về đi up tàu 77 nha. Đây, mình đi up đầu sau nè, mình được phí ẩm giá với lại một cái radar 2 sao, một cái gần 2 sao. Anh em thấy ngon chưa? Anh em thấy ngon thì hãy để lại một like, một share, subscribe cho mình đi chứ. Mình mới làm cái intro khá là chất. Anh em thấy hay thì để like cho mình nha. Mình thích cái intro này vãi. Này mình làm lâu lắm rồi, nhưng mà kiểu mình không áp dụng cho nó vô nhiều video ấy. Này mình lập bàn cái mày ơi, mình vô bàn của mình cái. Anh em nào muốn vô vô nha. Mình đang cần khoảng ít 2 xe da để đi bán đồ kho báu này. Kiểu mình chơi đa số là giúp mấy anh niên mới vô, nhưng mà mấy anh niên mới vô chơi xong toàn ao ra không. Đa số là mấy anh niên toàn bỏ game. Mình chơi kiểu anh em muốn chơi phải chơi tốt lên, chơi tích cực lên, mình giúp hết cỡ luôn. Anh em, này mình đang up này. Đấy, mình up khoảng được lên 200k. Chủ yếu lúc đầu á, mình nâng sức đánh lên cho tổng sức đánh của nó là 87-83 nha anh em. Em bật cờ lên. Đấy, mình đang up để tăng sức đánh này. Dễ lắm, mình sẽ chỉ với các bạn nha. Vô đi. Mình cái thủ thuật mới á là mình chỉ cần để cho nó kiểu nó đánh mình một phát đúng không? Đấy, lại chết rồi, nó đánh mình một phát. Xong rồi anh em kiểu chạy ra ngoài xong rồi vô lại. Ví dụ mình đánh nó bị mình bị nó đánh một phát là mình sẽ được khoảng hưởng tiềm năng trong vòng 1 phút, không bị mất máu. Nếu mà mình không bị nó đánh thì mình có thể hưởng tiềm năng trong vòng 1 phút. Kiểu anh em chủ yếu cần sức đánh lúc đầu, rồi lúc sau là khoảng nâng máu hết, nâng máu để cho đánh đỡ đau ấy. Cái vô bang nó cho đậu khoảng đậu 4 thì càng ngon nha anh em. Bây giờ mình đang bán đồ để mình mua cái quần này. Bây giờ AD fit lại mấy thanh niên lại bảo tàu 77 vô dụng để chân đồ. Nãy đâu có vô vụng đâu, mình vẫn up được mà. Ê bảo ai nói vô vụng vào đi xem nha. Cái này hình như là video trước mình đã có làm rồi, nhưng mà nó chỉ khác một xíu là mình kiểu mình canh nó khó hơn ấy. Cái mình phải nhảy qua nhảy lại để canh tham cho nó chuẩn vô. Video trước thì mình nói hơi sai tí là kiểu nó sẽ được tiềm năng khoảng 30 giây, nhưng mà thật sự mình nãy giờ mình ngồi tính đếm đầu cưng đo đong đếm là khoảng mình bị nó đánh một phát đúng không, là mình được hưởng tiềm năng khoảng 1 phút. Mình thấy đồng hồ mình đo luôn mà, kiểu mình tìm ra nên em cho anh một like nha. À, bây giờ làm video mình chán quá, dạo này không có ý tưởng để làm gì hết á, nên nó hơi khó chịu thôi. Đấy, dưỡng up được này, anh niên nào nói không up được vào để xem hộ cái. Bây giờ mình đang up sức mạnh nặc chính của mình gần lên 1.5 rồi, khoảng ngày mai là lên 1.5 rồi. Có tiền ra mua cái găng bạc Zealot cho anh niên kia, anh của mình ấy, nó đi làm nhiều nên nó ít up, nhưng mà hôm nay nó không được khoảng 600 triệu tiền sức mạnh, 600 triệu sức mạnh, mình khỏi mua găng cho nó luôn. Mình nói rồi, đó nó thích chơi nhưng mà kiểu nó đi làm nhiều quá, với lại nó cày game khác nữa, bà mẹ nó tức không. Mình là chắc mình lên 1.5 triệu chắc khoảng trong vòng 30 phút, nếu mình làm nhanh là khoảng 20 phút nữa. Tại video này kiểu mình làm mình cung tay quá, mình làm đó bả mình quất tới 30 phút 40, ghê không. Đoạn sau là mình chỉ kiểu là đi up tiếp tiềm năng sức mạnh thôi nha anh em, là xem tiếp. Tới khúc gọi anh em tôi tới khúc cuối nha, mình sẽ làm cho anh em kiểu thấy nó sẽ lên tới 1.5 triệu bình thường. Từ từ, hình như là mình khoảng lên 340k ấy, là mình sẽ đi mua, mình sẽ có 20 ngọc đúng không. Anh em chỉ cần làm là đi mua bộ S3 này sẽ lên cực kỳ nhanh luôn, anh em tin mình. Lại mua cáp sâu đi, có gì chết cái mình làm được. Đấy, ai bảo phế, thủ thuật chắc chắn là thành công nha anh em, thề luôn. Anh em là không làm được anh em vô chửi mình cũng được nữa. Fit cái gì mà AD dạo này cũng ác thiệt, là fit Akasa nè, fit Yadad nè. Hơn là mình chưa bao giờ up Yadad, chưa biết mệt. Lúc trước mình có up nhưng mà kiểu up được 2k mấy 3k cái mình làm biến up quá, mình up chay mà mệt lắm.
hôm bữa mình mới bị thằng quỷ gì bên server 1 nó lừa ấy. Nói nó mới chờ rồi thanh niên kia, anh của nó đấy, để lại ặt cho nó, để lại ít 99 thổi vàng quá trời luôn. Ủa là lúc đầu là nó ngoài bang, xong rồi nó mình đi mua cái radar hút máu để mình đi lên cấp 11 đấy, xong rồi gặp thanh niên kia, thanh niên đó bán, xong rồi dạ mình xin vô BT rồi. Mà mình đang đánh thanh niên đó dịch chuyển thức thời vô, xong rồi hỏi mượn mình lúc đầu mình đâu có cho đâu, mình không cho luôn. Rồi nó nói là đặt cọc 300 triệu, kiểu cũng được, có gì dù mà bị lừa đảo mình cũng cho nó luôn, đúng không? Xong rồi lát nó lại gạ mình tiếp là cái PC BT của mình là gãy phép á anh em. Thấy nó đòi gì, nó gạ là cho tôi chữ đỏ đi, là tôi biết rồi. Nó 19 triệu 9, nó đòi ăn 11. Xong rồi nó còn gạ vậy nữa. Này, mày hỏi có tức không? Nói nó có cái găng thần linh 9% sức đánh rồi. Cái mình cũng biết mình thấy cũng được. Nó cho mình xem xong rồi nó ao ban bà mẹ nó. Bữa mình định làm video mà thôi, thấy kỳ lắm, tội nghiệp đó. Cho nó còn chơi tiếp, nó chơi tiếp cái đầu bùi. Vẫn còn giữ ảnh nha bạn, giữ cái ID của nó server 1 nha, để mình đi nhận ngọc rồi mua bùa một cái anh em. Đây, xong rồi đây mình chuẩn bị đi up nè. Như mình đánh khoảng được 1k mua bùa cộng mua bùa 5 ngọc thêm năng sức mạnh đến 2 nữa là mình sẽ được khoảng 1k4 gì coi, 1k3 k4 ấy. Trình mình kiểu mình up nha mấy anh em xem đi, mình lấy mình tua nhanh cho anh em. Thank you.
Đố anh em, sau một gian chật vật mình đã xong. Dạ, chiều năm, đấy, đúng mặt nãy luôn nha. Đúng không? Phải không? Đây, vừa cho xem phim em giấy với lại radar 2 sao, gần 2 sao này. Anh em thấy hay thì để lại một like, share, subscribe cho mình nha, bye bye anh em.